Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời, đó là Hoa hậu quốc tế Singapore Chanee Sia và chị Thu Huyền, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, đại diện thương hiệu mỹ phẩm Edaly. Vâng, xin chào và cảm ơn hai chị đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho chị đó là tại sao chị lại chọn nhãn hàng Edaly để đồng hành cùng chương trình Vì sự giàu có và hạnh phúc của phụ nữ toàn cầu? Chúng tôi thì luôn muốn hợp tác với những đối tác tuyệt vời thông qua các đồng nghiệp tại Hà Nội, mà cụ thể là Emily và các cộng sự của cô ấy, thì chúng tôi đã lựa chọn Edaly bởi Edaly đã có 10 năm kinh nghiệm thành công trong việc giúp chị em phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn và tự chủ hơn về mặt tài chính. Edaly cũng tạo động lực cho chị em phụ nữ giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Những tôn chỉ của họ hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và nguyện vọng của chúng tôi. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi chọn Edaly để triển khai cuộc thi Hoa hậu Edaly. Vâng, vậy xin chị chia sẻ với chúng tôi một số thông tin về chương trình Xóa mù mỹ phẩm cũng như là chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp mà nhãn hàng Edaly đã triển khai trong thời gian qua. Trong cái chiến dịch và hành động để mà xóa mù mỹ phẩm ấy, thì nhãn hàng Edaly của chúng tôi là tổ chức đi soi da tại khắp 64 tỉnh thành và cung cấp cho các chị em phụ nữ là những cái kiến thức về da, và qua cái máy soi ấy, thì là cho mọi người nhìn thấy được cái thực trạng của làn da của mình và từ đó sẽ tư vấn cho họ những cái giải pháp để họ sử dụng chứ không phải là bán riêng sản phẩm. Tiếp nữa thì nhãn hàng cũng liên tục tổ chức những cái buổi học chuyên sâu về da, chuyên sâu về mỹ phẩm để cho mọi người cùng hiểu. Và nữa là vừa rồi thì chúng tôi có đưa đại lý đi đến tham quan những nhà máy nơi sản xuất ra mỹ phẩm thì các bạn phải nhìn thấy được cái hành trình để nó ra là một cái loại mỹ phẩm, nó phải có những cái phát minh, có những cái sáng chế và có những cái chứng nhận, và đặc biệt nữa là cái việc quản trị các cái nguyên liệu của nó như thế nào, cái nguồn nguyên liệu nó đã phải thực sự sạch đã, tiếp đến là cái quy trình sản xuất nó phải được kiểm soát từ A đến Z để mà nó ra được một cái sản phẩm hoàn hảo. Tiếp nữa về cái phụ nữ khởi nghiệp ấy thì chúng tôi cũng làm rất là nhiều, đào tạo cho các bạn ấy về kiến thức kinh doanh, đào tạo cho bạn ấy thêm được nữa là những cái xu hướng của thế giới, và nữa là đào tạo cho bạn ấy cái cách mà để mà càn chôn được cái cuộc sống đấy, cân bằng được cái cuộc sống cũng như là cái kiếm tiền và không bị quá xì chét bởi những cái vấn đề mà họ gặp phải trong cái cuộc đời của họ. Và cũng thực sự là may là vừa rồi chị Janicia khi mà đến doanh nghiệp của chúng tôi thì có tư vấn cho chúng tôi thêm là những cái cách mà để chúng tôi làm cái thương hiệu nó tốt hơn này, và cái những cái khóa đào tạo về marketing trên Internet, sử dụng cái công nghệ 4.0 và trong cái việc mà các chị em phụ nữ, giúp các chị em phụ nữ khởi nghiệp và sử dụng cái việc kinh doanh từ mạng xã hội, tạo ra những cái cộng đồng để mà thúc đẩy nhanh hơn nữa cái quá trình khởi nghiệp của họ, đạt đến cái thành công sớm hơn. Vậy thì trong thời gian tới thì chị cũng như là nhãn hàng Edaly sẽ có những cái sự hợp tác như thế nào để có thể là giúp ngày càng nhiều người phụ nữ ở Việt Nam trở nên xinh đẹp hơn và cũng như là chủ động hơn về mặt tài chính? Bước đầu tiên là chúng tôi hợp tác với Edaly để triển khai cuộc thi Hoa hậu Edaly nhằm giúp ngày càng nhiều phụ nữ trở nên tự chủ hơn về mặt tài chính và có cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như tỏa sáng từ bên trong. Đó là bước đầu tiên. Còn bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn dành cho từng chị em phụ nữ nhằm giúp họ phát triển các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Trong cái thời gian chị Janicia đến Việt Nam và đến thăm mẹ Edaly, Janicia có tư vấn cho chúng tôi khá là nhiều những cái chương trình làm sao để quảng bá những cái thương hiệu và hình ảnh của mình tốt hơn, và cũng làm cái cách nào để mà mình giúp cho những cái chị em phụ nữ, những cái người đại lý đang kinh doanh cùng với cả mình để họ có thể thành đạt được. Thì cái đầu tiên là về cái việc phát triển bản thân, thể hiện cái sự tự tin của mình. Thì với cái cuộc thi gọi là Meet Edaly ấy, thì chúng tôi là muốn rằng là mang đến cho các đại lý của mình cái sự tự tin đấy bằng họ, bằng cái sự tỏa sáng của chính họ qua cái cách thể hiện, những cái cách trình diễn trước cái khán giả, và các bạn ấy còn phải thể hiện hơn nhiều hơn nữa về những cái, ngoài cái vẻ đẹp của nhân sắc ra thì phải thể hiện được cả những cái vẻ đẹp trí tuệ nữa, cho các bạn ấy một cái vũ đài để mà mình thể hiện, và thông qua đó thì nhãn hàng sẽ làm thêm những phần quảng bá về hình ảnh cho các bạn.
Một lần nữa cảm ơn hai chị đã chia sẻ cùng chương trình và hy vọng rằng sự hợp tác giữa Hoa hậu quốc tế Singapore 2006 cũng như là nhãn hiệu Adelie sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới và sẽ giúp ngày càng nhiều phụ nữ tại Việt Nam trở nên xinh đẹp hơn và cũng như là giàu có hơn. Rất vui được gặp lại quý vị.